Mẹ à, con là người vui điện gửi tiền đây. Khoảng 3 ngày nữa mẹ ra nhận tiền nhá. Ôi, xin lỗi nhá. Mẹ cứ chọn gạch tốt tốt nào mà lợp lại mái. Không được tiết kiệm tiền rồi, cất đi đâu đấy. À, có mấy cân măng cụt ngon, con gửi về, mẹ nhớ ăn luôn, không trời nóng bị hỏng đấy. Cho em gửi hoa quả trên mặt vậy ạ. Đây, em ghi vào phiếu này giúp chị nhé. Dạ. Khoảng 3 ngày nữa mẹ ra nhận tiền. Ôi, xin lỗi nhá. Chị ơi, em chỉ gửi hoa quả thôi ạ. Gì vậy? Làm hết hồn luôn á. Anh Bách. Không ăn với ai? Không lẽ sói trên rừng về ăn thịt mày? Ồ, hóa trang đỉnh vãi. Em tưởng chó sói thiệt. Mày biết sau khi mất cướp xong anh nghĩ tới ai không? Anh nghĩ tới con Nhiên phiên bản 7 ngày không quách lòng nhé. Ê, dạ. Bu mày nhận được tiền chưa? Thằng Lâm về. Cái gì đây? Ông Bách à? Vâng ạ. Còn nó coi, mày nhận ra anh luôn hả? Thằng này tinh mắt thiệt chứ. Quá trang gì mà giờ vẫn nhận ra. Anh làm cái trò gì đấy? Cái gì đây? Đừng có đụng vô. Anh phải giữ đắc co từ giờ tới sáng mai á. Rớt cầm lông nào đền tiền cầm lông đó. Này, anh cũng phải biết chọn phim mà đóng chứ. Mấy cái phim ba lăng nhăng rồi cắm lông khắp người như thế này mà cũng đóng. Mày nghe nó nói không? Anh cũng phải biết chọn phim mà đóng. Bố cái thằng rất đỏ xui con đã đọc sử. Chú là mai mốt á, là chú sẽ chết vì sĩ nha. Vâng, tôi sĩ mà hôm nay tôi kiếm được 5 triệu đấy. Xem ai hơn ai. Ghê vậy. Em cầm em đưa sang cho cô Đồng. Bà cô ấy mở nước ra cho mình còn sống nữa. Ra dáng đàn ông dễ sợ. Ghê vậy. Đâu? Quý đến đâu nhỉ? Anh tìm kỹ lại xem. Mất mà. Chết rồi, đâu rồi? Em để trong túi quần mà. Chết rồi, mất ví rồi. Em mất ví ở bưu điện. Được ơi. Hai thằng lưng. Tiền mà bỏ trong túi quần. Có tiền là mình phải bỏ trong ba lô cho chắc chắn. Giống như anh nè. Tiền của anh ở trong ba lô. Mày mở nó đi. Hôm nay anh sẽ cho mày thấy anh kiếm được bao nhiêu tiền. 5 triệu mà cũng khoe. Sao trong ba lô lại có ghế nhựa? Mở ghế vô giữ phong ba lô. Ui giời ơi. Đấy, cái điện thoại. Sau này không cớ được. Alo. Hả? Alo ạ. Đồn công an hả? Dạ vâng ạ. Alo ạ. Dạ vâng ạ. Dạ đúng rồi. Cái ví của em đúng không? Cái gì ạ?
đồn công an đấy ạ. À? Sao lại? Dạ vâng ạ. Dạ, em lên liền, em cảm ơn, cảm ơn. Dạ, dạ. Phan Tùng Nhân. Dạ, cháu ạ. Hoàng Minh Gia Lâm. Cháu đây ạ. Cao Minh Bách. Em xin tự giới thiệu. Em là diễn viên Cao Minh Bách. Em vừa mới học phim trường về cho nên lo cho chưa kịp tẩy trang. Mong các bạn thông cảm ạ. Hôm nay dân cư khu bưu điện có nhặt được một chiếc túi. Trong đó có rất nhiều chiếc ví vô chủ. Hôm nay tôi mời các anh lên đây là để xác minh. Mày lo quá. Nghèo thì lâu, chứ giàu thì mới chốc. Đợi đi, anh diễn xong vai diễn này là có một mớ. Tụi mày nên tận hưởng những ngày nghèo đi, chứ không giàu có ập tới bất chợt là bỡ ngỡ đó nha. Tí nữa em cũng đi chụp đây. Vừa vỡ được quả khách sộp phải. Mấy giờ hai anh đi? 4 giờ em ra bưu điện đó. 1 giờ đưa anh đi nha. Về anh. Ok. Xin lỗi. Xin lỗi nhá. 3 ngày nữa mày ra nhận tiền. Xin lỗi nhá. Rất tiếc là trong ví chỉ còn giấy tờ, không còn tiền. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Còn giấy tờ là may lắm rồi ạ. Hai anh có thể kiểm tra lại và có thể về. Cháu cảm ơn ạ. Ô, cán bộ ơi, cán bộ bất công với em quá. Trả ví cho hai anh bạn em mà sao cán bộ không trả ví cho em? Bây giờ anh không chịu bỏ mặt nạ ra thì làm sao chúng tôi có thể xác minh được? Cán bộ thông cảm đi, tại vì cái này là nghề nghiệp. Đoàn phim bắt em giữ nguyên hiện trạng này cho tới ngày mai. Làm mất cộng lông nào là đền tiền cộng lông đó. Mà bây giờ cán bộ coi trong bóp em không còn một đồng nào. Đền cỡ 3 cộng thôi là em sạc nghiệp rồi. Cán bộ ráng coi coi. Đây nhìn thẳng vô mắt em. Mắt này là mắt của thằng Cao Minh Bách nè. Cán bộ ráng nhìn đi cán bộ. Xin lỗi, tôi không thể. Còn cách nào không cán bộ? À, bây giờ có một cách là xác minh dấu vân tay. Dạ em mời cán bộ. Anh đùa tôi à? Em xin lỗi cán bộ. Bây giờ em có cách này nhanh hơn. Cán bộ lấy máu em đi xét nghiệm ADN cho nó lẹ.